Hello, chào 500 anh em xem YouTube. Hôm nay mình review cảnh phao chiến thắng và Thaco chạy đường BD. Đây, sức cuốc mới làm được xong, giờ anh em vào chạy nè. Và sau đây là hình chi tiết. Đường mới ban ra, giờ bắt dê vô, khó quá. Đường đổ lấp cái mương sâu lắm. Sai không có đều dê hay nhận lắm. Lên đi, đổ nó luôn, nó chịu trách nhiệm không? Đó, đổ găng vậy. Lúng quá luôn. Ok, rồi một em. Hai cầu mà, má nó nhận. Dính quá mà. Hết cái khu này đắp lại hết. Thaco 27. Rồi ra hai cầu dê vào. Dầu. Rồi lên đường rồi. Và đến khi mình đây, đến khi mình dê vào mà giờ mình không có ai quay hết, giờ mình phải tự dê thôi. Sau 2 năm em nói như thế này, rồi chúc anh em coi YouTube vui vẻ, có thể thấy hay thì đăng ký mình một kênh nhé để động lực làm quay phim cho vui. Thân ái và chào tạm biệt.